Ngày mai khi thế giới qua cơn dịch tàu vẫn như hẹn em nhé chúng mình. Bài viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng có tựa đề Ngày Phong Thành, hãy trả lại ổ bánh mì cho dân Sài Gòn. Đọc trên trang Vinh Râu về chuyện cấm lò, cấm bán bánh mì ở Sài Gòn, mà thấy những người cai trị thành phố này nói xin lỗi, ngu ngốc đến quá mức cho phép của Thượng Đế. Một status của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết như vậy. Bánh mì Sài Gòn là thực phẩm đô thị từ tiên thiên lẫn hậu thiên, chuyển hóa năng lượng để người Sài Gòn cố cựu hoặc nhập cư sống để ăn, ăn để sống qua hàng trăm năm. Xuyên suốt lịch sử cận đại đến đương đại, xứ Sài Gòn chưa bao giờ có chuyện vắng mặt ổ bánh mì trong đời sống ẩm thực của người Sài Gòn. Nay, các nhà cai trị vì hoảng sợ cúm tàu mà biến lò bánh mì, ổ bánh mì, tiệm bánh mì, xe bánh mì, gánh mì thành đồ quốc cấm thì rõ ràng chứng minh quan cai trị là người. Nói theo ông bà xưa, họ là đám quan quyền đoạn hậu. Bánh mì Sài Gòn qua mấy thế kỷ vừa là món ăn để cho no, cho thị dân, vừa là món hưởng thụ vị ngon khi được là người Sài Gòn. Bánh mì Sài Gòn ngon vang danh toàn quốc khắp thế giới, sao lại dám nhốt nó như nhốt người, có đáng vậy không? Ổ bánh mì là ổ dịch à? Mua một ổ bánh mì rồi đi là lây truyền virus tàu sao? Có thấu cho người già, trẻ nhỏ của hàng trăm ngàn gia đình Sài Gòn đã qua 6 ngày không có bánh mì để mua, để ăn không? Ai đó đã nói, Tây dẫu nó có ác nhưng nó lúc nào, hoàn cảnh nào cũng cho bán bánh mì để dân có ăn. Sao cường quyền cực đoan đến mức ép dân Sài Gòn thời lệnh chống dịch 16 thì không được quyền ăn ổ bánh mì ngon. Thời mắc dịch này, nếu biết cảnh dân Sài Gòn từ bình dân đến trung lưu phải ăn cơm nguội, ăn mì gói buổi sáng, buổi tối thèm bánh mì đến mức nào. Nhớ đến ngơ ngác tiếng rao, bánh mì Sài Gòn đặc ruột nóng giòn thơm ngon đây, thì sẽ biết có khi mấy ông cán bộ cộng sản đời sau cai trị Sài Gòn này ép dân sống đời bưng biển chiến khu chống giặc Covid không xong đâu, có khi sẽ tức bụng ức khí mà có cách mạng bánh mì như cách mạng hoa hồng ở xứ khác. Hãy trả lại ổ bánh mì cho dân Sài Gòn. 15 tháng 7, 2021. Sài Gòn đó hay phương trời Âu, em yêu hỡi giữ lấy đời nhau, mong phương xa không về thêm tin sầu. Ngày mai khi thế giới qua cơn đọa đày vẫn như hẹn, em nhé chúng mình lại
đây, hai ta sẽ thưa với mẹ thầy, cho duyên kết sẽ trên đất này. Dù sao đi nữa, mình cũng sẽ ở lại đây. Từ dạo đó Sài Gòn bỗng đổi thay, những quen thuộc ngày xưa đã rời đi. Biết bao tà áo quen đời bó xiết lại, phố bên ngoài nghe rất lạ rồi tiếng loài người. Từ đó tự tình Việt cũng đổi ngôi, những ân cần này còn có mấy người thôi. May mà có em ta cùng vượt bão tố đời, bấu vào đức tin để níu con người. Anh vẫn chờ, vẫn đợi một ngày Sài Gòn yên vui. Vẫn chờ, vẫn đợi Sài Gòn tình đến. Nhau Sài Gòn đó hay phương trời Âu, em yêu hỡi giữ lấy đời nhau, mong phương xa không về thêm tin sầu. Ngày mai khi thế giới qua cơn đọa đày, vẫn như hẹn em nhé, chúng mình lại về đây. Hai ta sẽ thưa với mẹ thầy, cho duyên kết sẽ trên đất này. Dù sao đi nữa, mình cũng sẽ ở lại đây. Từ dạo đó Sài Gòn bỗng đổi thay, những quen thuộc ngày xưa đã rời đi. Biết bao tà áo quen đời bó xiết lại, phố bên ngoài nghe rất lạ rồi tiếng loài người. Từ đó tự tình Việt cũng đổi ngôi, những ân cần này còn có mấy người thôi. May mà có em ta cùng vượt bão tố đời, vào đức tin để níu con người. Anh vẫn chờ, vẫn đợi một ngày Sài Gòn yên vui. Vẫn chờ, vẫn đợi Sài Gòn tình đến. Anh vẫn chờ, vẫn đợi một ngày Sài Gòn yên vui. Chờ vẫn đợi Sài Gòn.